Thưa quý vị, cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu đối với sự phát triển bứt phá ở nhiều lĩnh vực, trong đó có y tế. Để đáp ứng tốt hơn về chăm sóc sức khỏe người dân thì việc các cơ sở y tế cần đổi mới số hóa để điều trị đó là điều cần thiết. Đây cũng là nội dung được nhiều chuyên gia chia sẻ tại hội thảo Y học công nghệ 4.0, những bước tiến vượt bậc trong chẩn đoán và điều trị diễn ra vào chiều ngày hôm qua tại Hà Nội. Theo đó, trên nền tảng số, lĩnh vực y tế cũng mong muốn tháo gỡ những khó khăn của người dân trong tiếp cận dịch vụ. Đã có nhiều hệ thống quản lý sức khỏe ra đời và nhiều app sức khỏe hình thành, ví dụ như MedOn. Tại những hệ thống đó, người dân được cung cấp kiến thức và sức khỏe, từ đó chủ động phòng bệnh, nâng cao ý thức kiểm tra định kỳ, lựa chọn bác sĩ tư vấn và thực hiện mục tiêu mỗi bác sĩ một bệnh nhân qua phần tư vấn trực tuyến. Nhiều công nghệ xét nghiệm trong chẩn đoán bệnh ở Việt Nam cũng đi đầu so với nhiều nước trong khu vực như chẩn đoán sàng lọc bệnh tật di truyền. Ở trung tâm chẩn đoán trước sinh bệnh viện Sản Nhi chúng tôi mà để làm những cái bất thường về di truyền, ngạn thế thì cứ có chiếm khoảng 7 đến 10% những bất thường di truyền chúng tôi phát hiện được ở đối tượng trọng ối. Như vậy thì một năm chỉ khỏi 3 đến 4.000 trường hợp trọng ối, như vậy chúng ta đã giảm thiểu một số lượng lớn. Còn nhìn chung cái tỷ lệ bất thường chung ấy thì chưa có một con số thống không cái đầy đủ ở Việt Nam. Bộ Y tế cho biết phần lớn bệnh viện đã ứng dụng công nghệ thông tin ở nhiều mức độ khác nhau. Cụ thể, có đến 99% cơ sở khám bệnh trên cả nước đã kết nối khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan giám định bảo hiểm y tế để triển khai giám định bảo hiểm y tế điện tử. Một số bệnh viện đã tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác khám chữa bệnh, quản lý y tế và bước đầu đạt hiệu quả cao. Vai trò của Smart OEC trong những cái dự án này là chúng tôi đã tư vấn và đồng hành cùng Melatech để triển khai những cái kênh bán hàng và chăm sóc khách hàng trên những cái nền tảng trực tuyến. Đấy, tức là nó là những cái trang thương mại điện tử, nó là những cái app và những cái công nghệ khác. Thì dựa vào đó ấy, chúng ta có thể phân tích khách hàng, có thể thu thập được dữ liệu, phân tích và sau đó chúng ta sẽ chăm sóc được khách hàng tốt hơn. Đấy là một cái ví dụ. Cuộc chạy đua cách mạng công nghiệp 4.0 chắc chắn sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Ngành y tế chắc chắn cũng không thể đứng ngoài cơn bão đó. Tương lai không xa, y tế Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu mới trong việc chăm sóc sức khỏe người dân khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo.